Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Kale Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Thứ nhất là có sức khỏe các bạn. Sức khỏe là kim cương đó nha. Hồi nhỏ thì chúng ta làm tiền nhiều mà chúng ta không biết sức khỏe. Còn khi lớn lên á các bạn thấy sức khỏe là quan trọng lắm. Nhiều khi chúng ta phải tiêu xài hết những cái số tiền mà chúng ta làm mà lúc ta còn trẻ để chăm sóc sức khỏe lại tuổi già. Cho nên khi mà quý vị lắng nghe hay là quý vị mà vô tình nghe được những cái video clip mà của Phạm Phúc Công Tử hay là của đạo diễn Sà Beng, Ác Ma Tăng đạo diễn á, hay là những cái người phía bên kia thì các bạn nên uống thuốc hỗ trợ tim ha. Ông ta mắc công bị tim thầm hoặc là uống thuốc cao máu, không thôi lên thành sông lắm. Không phải là tôi muốn nói về trụ ẻo các bạn, nhưng mà những lời nói của họ nói chúng ta không thể nào chấp nhận được. Những lời nói tôi cho rằng là chẳng những là hoang tưởng mà nó thực sự là hoang đường. Họ có thể viết một kịch bản toàn vẹn theo cái kiểu cách mà quy chụp du khống cho người ta, nhất là Ni. Phải nói thật sự thương cô em gái này. Từ hồi đến với lại cái sóng gió gia tộc, bây giờ là sóng gió cuộc đời của Hồng Loan, cô ấy hứng chịu nhiều mũi tấn công búa rìu từ dư luận của phía bên kia. Họ đàn áp cô ấy bằng cách là tạo nhiều nick giả để tấn công cô ấy. Chẳng những vậy, rồi lại thêm những người vì quyền lợi, trục lợi mà đến, nhưng mà không được, bây giờ thì bị trục xuất ra rồi. Họ cũng không thích cô ấy gì mấy. Tại vì sao? Vì cô ấy là phát ngôn nhân của Hồng Loan. Và chính cô ấy cũng có thể dám nói, dám làm. Nếu mà chúng ta không muốn nói rằng là hai lộ trắng đen, cô ấy đều đã trải nghiệm được trong cuộc đời của mình. Cho nên đối phó với lại kền kền và đối phó những con người quay xe, những con người không biết mình là trơ trẽn, thì Hồng Ni có cách. Chúng ta tạm gọi cô ấy là kim cang hộ pháp đi ha. Vì Đức Phật cũng có kim cang hộ pháp. Nhưng cô công chúa bé nhỏ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì cũng phải cần có một hộ pháp kim cang để đối đầu với lại kẻ ác. Hồng Loan thì hiền, thật thà chất phác, muốn chống trả lại những làn đạn mưa máu tanh từ bên kia thì phải có một người có một cái đầu lạnh như là Ni. Ni quen biết rất nhiều người. Theo cái cách nói chuyện và cái cách đi chơi cũng như cách xã giao của cô ấy thì mình biết được. Tại vì những người mà sống ở hải ngoại á, một người mà đi một buổi tiệc như thế nào á, và có những người gì tới gần và họ tiếp xúc với mình như thế nào, chúng ta nhìn chúng ta sẽ biết được người đó có tầm quan trọng trong cái buổi tiệc hay không. Tôi tin Ni có. Ni quen biết rất nhiều người. Tôi chưa bao giờ gặp Ni, nhưng mà tôi coi cái cách nói chuyện, cách cư xử và cái thái độ làm việc thì rất năng nổ và năng động. Tôi tin cái hộ pháp kim cương này sẽ hoàn tất trách nhiệm của mình trước khi thủ tục pháp lý hoàn tất hết. Cô ấy cũng sẽ dĩ nhiên là sẽ trở về ngôi nhà nhỏ của mình, cũng chăm sóc chồng con, cũng làm những việc riêng của mình. Nhưng đối với lại vì yêu thương mà đến, cái tình chị em giữa Hồng Loan và Ni sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai, giống như tình tri kỷ của Má Tư Quốc Khanh và cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn Sát Thanh làm con người trục lợi. Một Lý Thông của thời đại 4.0. Một con người chúng ta quay lại những cái thước phim mà khi cố nghệ sĩ vừa nằm xuống thì sao? Ông ấy lên trên lầu lục lọi từ quần áo cho tới túi sách. Ai cho ông có cái tư cách làm cái việc đó? Ai cho ông cái phép lấy quần áo của cố nghệ sĩ mặc? Ai cho phép ông ấy ôm khệ nệ cái tiền phúng điếu đi lên lầu đưa cho cô Sáu? Ai
cho phép ông ấy đi lên trên Hoa Viên Bình Dương ngồi chiếm trệ cùng với cô Sáu và cô em họ của Hồng Loan để bàn chuyện xây mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ai cho phép ông ta tấn công Hồng Loan và nói xấu Hồng Loan, cũng như có những việc mà cố nghệ sĩ không muốn nói ra nhưng ông ấy lấp liếm, giống như mình là người hiểu biết tất cả mọi chuyện trong gia đình, và có khi những lời nói của ông ấy làm ảnh hưởng danh dự của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa. Ai cho phép ông làm như vậy? Ông tưởng là ông là Dượng Sáu à? Chưa được đâu. Dượng Sáu này cũng còn một cái nó mù mờ lắm không các bạn ha. Cũng có thể vì chúng ta nên nhờ Phạm Phúc Công Tử, tại vì tôi biết rằng Phạm Phúc Công Tử điều tra rất là hay. Phải nói nghiệp như của ông này, phải nói rằng là nhà nước đào tạo rất là tốt. Một người ngồi ở nhà bấm 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 hai ba cái vô Facebook người ta là điều tra qua bên được Mã Lai. Uổng tiền của nhà nước đào tạo ra những con người như vậy. Chỉ ngồi ở nhà bấm 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 biết được nước Úc có gì mà toàn trên Facebook không. Điều tra bằng ở nhà, lướt qua trên máy điện toán. Như vậy cũng gọi là điều tra nữa sao? Nhưng mà ông ấy nói ông ấy là người điều tra rất hay, có học lực. Vâng, vậy thì chúng ta cũng nên để cho Phạm Quốc Công Tử này điều tra cô Sáu họ Võ. Cha thì họ Nguyễn, mà cô gái này họ Lê. Như vậy là con của ai đây ta? Đây là một cái chứng minh cụ thể trước nhất tại sao không đi tìm, mà đi tìm cha Hồng Loan chi trên mắt công đó các bạn ha. Nếu tìm được cha của cô em họ này, chồng của cô Sáu thì mới là hay đó. Mà ai phải là cha ruột nha. Tại vì trong quá khứ thì tại vì cô Sáu xinh đẹp cho nên cũng có nhiều người đàn ông người ta ngắm nghía và người ta ngưỡng mộ cô ấy. Đại khái là như vậy. Còn đạo diễn Sà Beng, tôi không hiểu ông ấy có cái tư cách gì mà mắng Hồng Loan là vô ơn, chửi Ni là con Mã Lai, con Ma Cô. Xin lỗi à nha. Tuy rằng ông có lớn tuổi hơn Ni và Hồng Loan, đáng bậc cha chú hay là bậc cái anh của Ni đi, nhưng ông lấy cái tư cách gì để nặng nhẹ, tiếng nặng lời nhẹ với người ta? Trong khi đó chính bản thân của mình la lết lại tới cái chỗ của Hồng Loan để lấy thông tin, rồi lê lết tới má Tư Quốc Thanh để tìm những cái thông tin khác nữa, rồi quay về tưởng làm sao mới đầu ca tụng người ta chưa được một thân giờ gian bao lâu là bắt đầu ai vua chạy bày đàn theo Phản Phúc Công Tử Tam Sơn Ngũ Động, ra một chiến lược tấn công Ni và bêm Hồng Loan. Một con người tôi nói trở như trở bánh phòng, cả cái xã hội này không chấp nhận được, mạng xã hội không chấp nhận một con người mà tự cho mình tự phong mình là người đạo diễn nhưng mà mới có thái độ giống như là bán trời không mời thiên lôi vậy, còn thua những kẻ gọi người ta là đầu đường xó chợ tại vì nói Ni đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Ủa, bộ người ta đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ mai mốt về già cái thành thành liệt ngọn chỗ hả? Hay là hát karaoke nhiều ở thành Ma Câm? Sao ông khùng quá trở có đi bắt chước ông kia hay sao vậy? Đưa ra những cái phán đoán mập mờ, đưa ra những cái ý kiến mà rỗng tuếch. Người ta đi đâu, làm gì phải trình thư cho ông hay sao vậy? Vớ vẩn. Còn ông đi theo người ta, đi theo dõi người ta, mặc dầu không phải là núp vô trong bóng này rình đi theo, núp trong bóng kia rình theo dõi người ta. Nhưng mà theo dõi trên tranh cá nhân của người ta là một hành vi không tốt đối với một người đàn ông cùng với một người phụ nữ. Trừ khi nào mình yêu người phụ nữ đó quá, mình thương thầm trộm nhớ thì mình mới làm những hành động đó thôi. Còn bằng không, không có ai mà làm được chuyện đó chứ nha. Người ta ăn gì cũng nói, người ta đi đâu cũng nói, người ta làm gì cũng nói,
người ta đi chơi cũng nói, người ta dạ tiệc cũng nói, thiếu điều người ta đi muốn theo vô người ta đi vệ sinh luôn hay sao nữa. Tôi thật là nhục nhã cho đàn ông, nhất là những người đàn ông mặc phải. Mấy hôm nay mình không có đọc những cái lời bình luận của khán giả. Hôm nay thì mình xin đọc những lời bình luận nha. Vâng, chào Minh Nhật, chào Na Kim, chào một vị khách VIP VIP là chị Hồ Kim. Mong khán giả like và đăng ký kênh ủng hộ cho Cali Sài Gòn. Và cảm ơn chị, ông nói hay, điềm đạm sâu sắc, phản biện và chia sẻ chính xác. Chúc Cali Sài Gòn sức khỏe, vạn sự bình an. Luôn ủng hộ tiếng nói công tâm và chính xác của Cali Sài Gòn. Và chị làm em bay bổng quá nha. Nghe Phạm Phúc Công Tử nói xấu đặt điều cho Ni và Hồng Loan quá bức xúc luôn. Cali Sài Gòn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chiến đấu cho lẽ phải để bảo vệ Hồng Loan nhé. Và Ni nữa. Cảm ơn Cali Sài Gòn rất nhiều. Dạ cảm ơn chị. Trung 89. Qua tháng 7 bầu show Huy Lê có một chương trình ca nhạc có sự góp mặt của Hồng Loan và Hồ Văn Cường nữa chú. Wow, yes. Thấy chưa? Hồ Văn Cường là một ca sĩ nhạc trẻ mà tôi đã cũng từng tham gia cái drama kéo dài mấy năm nay. Tôi phản biện cho cháu Hồ Văn Cường rất nhiều và yêu mến cháu rất là tha thiết sâu đậm nữa. Tôi cũng có làm hai nhạc phẩm cho cháu, hai bài thơ tôi sáng tác rồi gửi về Việt Nam nhờ người ta sáng tác, người ta phổ nhạc lại các bạn. Hồi hôm qua Việt Nam mà bữa nay là 8 tây tháng 6, hôm qua Việt Nam là 8 tháng 6 thì cháu Hồ Văn Cường có song ca cùng với là Đàm Vĩnh Hưng. Mà tôi nghĩ rằng chưa bao giờ cháu sẽ đi đến cái con đường nghệ thuật mà nó bay bổng tới mức độ đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ một ông Hoàng Nhạc Việt ca chung với cháu Hồ Cường, nhưng mà chuyện đó cũng xảy ra. Và bây giờ tôi cũng đã từng nói rằng nếu mà Khương Dừa trong Ngôi Sao Miệt Vườn mời Hồng Loan, tôi nghĩ rằng sẽ gây một ấn tượng rất lớn cho khán giả và show đó rất là đông. Tại vì ở về nơi đó có Kim Tử Long nè, Ngân Tuấn nè, Thoại Mỹ nè, có anh chị Hoài Thanh Đỗ Quyên nè. Tôi gọi anh chị tại vì tôi rất thân với anh chị Hoài Thanh Đỗ Quyên. Nói rất thân thì nó cũng hơi quá, nhưng mà tôi cũng là bầu tèo, cũng đã từng mời anh chị Hoài Thanh Đỗ Quyên về hát tại Sacramento, California. Và có nhiều ca sĩ, nhiều nghệ sĩ hát giọng cổ tới với lại Ngôi Sao Miệt Vườn. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà mời vọng cổ ha, rồi Vũ Luân về đó rồi, bữa Vũ Luân đi hát ở Ngôi Sao Miệt Vườn thì tôi với bà xã tôi có đi xem. Thì Vũ Luân ha, Bình Tinh cũng hát ở Ngôi Sao Miệt Vườn rồi, mà cộng với lại Huy Sang ha, rồi thêm Hồng Loan ha. Wow, thì là ngon lành, đông khách lắm. Và hôm nay thì bầu Huy là Huy Lê là của May hả, tổ chức một đêm ca nhạc có sự góp mặt của Hồng Loan và Hồng Văn Cường. Đây là đúng là đúng chất á, bắt kịp cái trend. Và theo cái dòng đời làm ăn thì phải chớp nhón như vậy, phải lẹ như vậy mới được. Tôi nghĩ rằng cái show mà có Hồng Loan với lại Hồng Văn Cường sẽ rất là đông khách nếu mà được như vậy. Thảo Nguyễn Non hả? Thảo Nguyễn Ơn hả? Ông đạo diễn này cộng đồng mạng không quan tâm gì đâu. Ông ấy chuẩn bị mất hai bàn tay với lời thề rất quan trọng. Ông này thề mà không hành động thì gia đình ông ấy sẽ bị vạ lây. Vâng, ông ấy nói rằng năm tới tháng 6 Trí Cảnh sẽ vô tù. Mà nếu Trí Cảnh mà không vô tù thì ông sẽ bị ông chặt hai bàn tay ông hả? Rồi 26 tay này ông tuyên bố là sẽ không có một cái phiên tòa nào xảy ra hết, giống như lời của Ni nói. Nhưng mà bây giờ 26 tay tháng 6 sẽ có một phiên tòa xảy ra tại Hà Nội hoặc ở Sài Gòn. Như vậy ông hãy thực hiện cái lời nói của mình đi nhé. Đừng có giống như là sư phụ của mình là ai, tức là Phạm Phúc Công Tử thua 120 triệu rồi bỏ trốn luôn. Chị Liên Neo thì có nói như thế này, nếu mà đọc qua thì các bạn cũng thông cảm nha. Em ơi, chị không quơ đủ cả nắm đâu, nhưng mấy thằng mỏ nhọn và người quản đa số là lương lẹo. Nhưng mà chị nói trước, chị nói là lương lẹo, xin lỗi bà con vì động chạm dùng miền. Nhưng mà chị nhìn mặt nó là biết địa chỉ rồi, nó rất xạo, nói oan cho người khác.
nó sẽ rút lại lời thề bằng mọi cách đó em. Nhân đây thì mình cũng vui vui để kèm theo cái lời của chị. Người Quảng họ làm báo rất nhiều và họ cãi cũng rất nhiều lắm. Ở đây tôi cũng không phải quơ được cái nắm, nhưng đa số bạn bè tôi người Quảng họ làm báo chí, họ cãi dữ lắm. Người ta hay nói câu là Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay la. Là như vậy đó. Nhưng mà cái này là chỉ nói cho vui thôi nha. Ngọc Như hả? Anh đạo diễn này dốt lắm, qua cửa hàng Má Tư lấy dẫn chứng và qua nhà Hồng Loan lấy thông tin, và Loan cũng tặng quà, vậy mà anh đạo diễn này tráo trở, về nhà là tráo trở liền à. Một bạn user và nói rằng em thích coi kênh của anh vì anh là người có tâm và chính kiến, vẫn giữ một lòng từ đầu cho đến cuối. Thật là tôn trọng anh biết nhìn ra sự thật và góp tiếng nói giúp cho Hồng Loan và Ni. Và bạn ấy cũng có nói từ hôm mà 5 tháng 6 năm 2024 Trí Cảnh không bị bắt thì ông này không còn là con người nữa rồi, tại vì cục hai má tay. Và ông thề tùm lum hết trơn á. Ông này với là Phạm Quốc Công Tử coi những cái lời nói của mình trên mạng xã hội và nói với lại khán giả các bạn như là nước đổ lá môn vậy không? Họ không tôn trọng khán giả của họ. Tại vì chính bản thân họ không xem trọng họ mà thì làm sao mà họ xem trọng khán giả được. Thị Tinh Hồ, Cali ơi, giờ cứ nhìn cái ảnh này là quá nhục rồi, nhưng không biết làm sao. Giờ biết được thì đã quá muộn rồi, thằng cùi này càng già nó càng ngốc. Chỉ dùng cái chữ kia nhưng mà mình dùng thay thế bằng chữ ngốc đi ha. Xa xôi, già xôi mà bị mấy đứa trẻ xỏ mũi hoài. Ok Cali, nhiều đấm nói nha. Ông này ổng khờ cái là ổng đi theo trang của tội với lại Phạm Quốc Công Tử đó, rồi tin vào những cái lời nói của Phạm Quốc Công Tử, ông ấy tưởng là thiệt đó, ông ấy quả quyết là này kia nọ, nhưng mà rút cuộc sao nói 5 tháng 6 thì Chí Cảnh bị bắt không, nhưng mà qua 5 tháng 6 qua rồi, Chí Cảnh cũng vậy thôi, rồi tới 26 tháng 6 sắp sửa tới đây nè. Ông ấy bị Phạm Phúc Công Tử cho những quả lựa hoài à. Thúy Vi Võ Trần, nó thấy thằng Thám Tử Cung xù 120 triệu giờ nó cũng xù 10 ngón tay, vậy mới đúng là chất của ve. Một bạn nước ngoài nói rằng em chào anh Cali, anh phân tích rất công tâm, rất có chính kiến. Người đã hiểu, biết về pháp luật, xạo rồi, mất uy tín, mất danh dự mà còn đem cái thân thể của mình đi cá cược. Tôi rất tiếc là cha mẹ sinh ra thì nguyên vẹn, mà cha mẹ cảm thấy buồn lòng và vì thấy đứa con mình vì tiền ở trên YouTube mà bất chấp thủ đoạn đi chửi đàn bà, nói xấu đàn bà, rất chẳng những gì đem thân thể của mình, thân thể mà cha mẹ cho đem ra cá cược mà cá thua không chứ. Ni thì sắp sửa về Việt Nam lại. Chuyến này Ni về nước có vài chuyện cần phải làm. Thứ nhất là giải quyết về vấn đề pháp lý ở ngoài tòa án cho Hồng Loan, không biết ở ngoài Bắc hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh đây. Thứ hai, Ni qua nhà đạo diễn Dỗm để nhận quà. Đạo diễn Dỗm hứa sẽ tặng cho Ni, là nếu có phiên tòa xảy ra thì đạo diễn Dỗm này sẽ tặng cho Ni một phần quà lớn nhất từ xưa đến nay. Đó là cái gì chúng ta đã biết rồi ha. Món quà có 102, 10 ngón tay để Ni nêm về xào nấu với cải chua nhậu. Ô là ca 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 ca. Bạn Tuyết Phương Quỳnh, tội nghiệp cho Hồng Ni, Kim Cang hộ pháp. Kim Cang hộ pháp là tôi đặt thôi. Không lợi ích, không sân si, chỉ biết giúp người như Hồng Loan mà vẫn bị coi thường, chê bai, chửi bới. Nhưng tất cả những người vì yêu mà đến luôn ủng hộ cho Ni. Nguyễn Hoa, mình luôn tin tưởng vào Hồng Ni và coi Hồng Ni như Bồ Tát sống đến với Hồng Loan để giúp đỡ trong lúc khó khăn. Về mặt tâm linh thì mình như thấy là chú Vũ Linh đưa Hồng Ni đến bên để bảo bọc và giúp đỡ cho con gái của mình về pháp luật. Tôi cũng tin như vậy đó các bạn. Chứ nếu không thì làm sao có một Hồng Ni bên cạnh Hồng Loan các bạn ha.
Bởi vì Hồng Loan thì thật thà chất phát hiền, nhưng mà tâm không hại người thì mình không nên, mình để tâm mình hại người mình không nên, nhưng phải có cái tâm để phòng người thì chúng ta phải nhất định có. Những ai mà đến với Hồng Loan á, chúng ta thấy rồi, mì xào nè, Hà Mã nè, Phạm Phúc Công Tử nè, Củ Tỏi nè, Mặt Trời Lặn nè, rồi thêm đạo diễn Sa Ben này nữa. Mình không để tâm để hại người ta, nhưng phải có cái tâm để đề phòng những con người này. Những con người này ghê gớm lắm các bạn ơi. Vì cơ bản trong xã hội này có một số người thật sự là họ không phải là người rắn độc thâm sâu. Bây giờ va chạm vào cái drama Sóng Gió Gia Tộc này thì tôi thấy Ni đã hưởng được bốn cái hương vị đặc sắc rồi. Vị mặn của xã hội nè, vị đắng của tình thân, vị chua của đồng tiền và vị tanh của lòng người luôn. Ai cho mình là tình thân, bạn bè thân thiết, bạn bè thân thân ai nấy lo. Và tôi có thấy Phạm Phúc Công Tử với lại đạo diễn Sa Ben nè các bạn, nhiều khi mắc cửa trả lời cho tôi biết đi. Tôi xin đặt câu hỏi này, là câu nói mà của Phạm Phúc Công Tử đó. Tôi xin đặt câu hỏi này, trả lời tôi biết đi, ông vô bắt chước theo. Tôi hỏi quý vị nè, hãy trả lời tôi đi, trả lời cộng đồng. Ủa thế cái gì vậy, là cái gì, là ai vậy ta? Chuyện làm ăn của Ni nè và Hồng Loan nè, tại sao phải trả lời cho bộ ba Tam Sơn biết, và cũng như là Phạm Phúc Công Tử, đạo diễn Sa Ben nè. Tôi không biết rằng á, những người này có cái nghĩa vụ gì trong công việc làm ăn, đi đây đi đó, hay là giấy tờ, hay là những cái kiện tụng của người ta, mà những người này chuyên môn ngồi ở nhà đặt câu hỏi giống như là để phỏng vấn người ta vậy đó. Nhưng mà như thế này, muốn tìm hiểu, muốn biết á, thì tự mình đi tìm đi, và phải nói cho chính xác những câu chuyện. Nếu không thì trước sau gì cũng ăn nhiều cái đơn kiện từ bên Hồng Ni và Hồng Loan mà thôi. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Mình mới vừa đọc một số bình luận của quý vị. Những lời bình luận khác mình chưa có thả tim chứ gì chứ, tại vì mình thấy rất hay và mình để đó. Tại vì nếu mình thả tim á, mà mình đưa ngón tay lên thì nó sẽ trôi đi liền à. Thử ra giống như nó đây là ai respond những câu hỏi, hoặc là ai hay mình respond. Nếu mà mình respond rồi là nó sẽ trôi đi liền à. Cho nên tại sao nhiều quý vị cứ nói rằng mình cũng có comment, mình cũng viết này kia nọ, 5-7 ngày rồi mình chưa thấy Cali Sài Gòn trả lời lại này kia nọ. Thật ra là mình rất thích những cái bình luận nào mà mình để lại á, mình chưa trả lời là tại vì mình thích, cho nên mình muốn đọc lại, mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, cho nên mình để lại thôi. Như vậy thì quý vị biết tại sao mình chậm trả lời lại như vậy đó ha. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về những diễn biến tiếp theo, và mong rằng Ni và Hồng Loan sẽ nhận được món quà lớn từ ông Ác Ma Tăng đạo diễn này. Ông hú hồn thôi nha. Rồi, nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, một lượt đăng ký kênh. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào.